cả các bạn, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình làm cái món chuối nha các bạn. Thì thành phần chuẩn bị đây các bạn. Đây là 400g đường ha. 400g đường cát nha các bạn. Và đây hai trái chanh ha, và đây là cây bạch nha nha các bạn. Đó. Và đây là 100g mè ha. Và đây nãy chuối xanh 1,5 kg nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đi cắt chuối và mình lột chuối ha, mình ngâm chuối rồi mình bào chuối nha các bạn. Thì mình có chuẩn bị một muỗng ăn canh muối ha. Giờ mình sẽ bỏ vô cái lượng nước, mình chuẩn bị một thau nước lọc đây ha, và mình cắt chanh mình dắt nó vô nha các bạn. Mình sẽ quậy đều lên ha, quậy cho nó tan cái muối ra, mình cắt cái chuối mình bỏ vô mình ngâm nha các bạn. Đó, mình sẽ lột cây như thế này, lột cái vỏ lụa nó bên ngoài ha. Đó, cái vỏ lụa nó như thế này nha các bạn. Rồi mình sẽ bào ha. Lột cái vỏ bao rồi mình ngâm chuối đây ha. Thì mình ngâm cho cái chuối này cho nó đừng có mủ nó đen nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bào mình ngâm ha. Mình sẽ cho đây là một trái chanh nha các bạn. Mình dắt một trái chanh vô đây luôn ha. Mình bào chuối qua đây mình ngâm. Mình ngâm khoảng 15 phút nha các bạn. Rồi ở đây thì mình có chuẩn bị một muỗng ăn canh muối ha, mình cũng cho vô luôn nha các bạn. Chuối bên đây mình sẽ bào qua bên đây ha. Các bạn canh cái chuối nó vừa già tới như thế này ha, mình để 2 ngày trở mình thì cái chuối làm rất là ngon mà nó không bị chát nha các bạn. Bây giờ chuối mình bào được như đây ha. Đó, giờ mình chuẩn bị cái chảo đây là mình sẽ bỏ dầu vô cái chảo mình chiên nha các bạn. Chiên xong rồi mình lăn đường ha, với mè nha. Rồi bây giờ mình cho dầu vô nha các bạn. Cho dầu vô mình chiên chuối nha. Giờ dầu cũng nóng rồi mình bỏ vô mình chiên nha các bạn. Đó, mình để lửa riu riu nha các bạn, đừng để lửa lớn quá nó bị khét. Phần chuối thì mình cũng trở nha các bạn, mình chiên rồi mình trở từ từ ha, đừng để cho nó khét ha. Để lửa riu riu vậy nha các bạn. Mình chuẩn bị cái rổ này ha, mình sẽ vớt vô cho cái rổ này nha các bạn. Đó, cho nó ráo dầu ha. Chuối mình cũng làm xong rồi các bạn, mình chiên xong rồi đây ha, rất là ngon nha các bạn. Chuối nó giòn mà nó ngon cực kỳ ha. Một chén nước để mình thắng cái đường nha các bạn. Cái lượng đường mình đã chuẩn bị đó các bạn, mình sẽ cho hết vô đây ha. Đó. Rồi mình bắt nửa lên cho nó tan đường ra ha, mạch nha ha. Thì mình sẽ cho một muỗng vô nha các bạn, một muỗng ăn canh ha. Rồi ăn ra hết nó sánh lại thì mình sẽ bỏ mè vô với lại chuối vô mình trộn nó lên nha các bạn là được ha. Vậy khi nào mà mình thấy cái đường nó chảy vắng lại là được nha các bạn. Phần đường mình cũng được rồi các bạn, mình sẽ cho chuối vô ha, mình cho chuối cho mè vô nha các bạn. Rồi mình cho mè vô luôn ha. Đó, mình cho hết phần mè lên mình trộn nha các bạn, mình sẽ trộn đều lên ha. Cạn nước rồi nè các bạn. Các bạn thấy không, nó tách ra rồi ha. Đó, nó tách ra rồi, được rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ làm cho nó khô một tí xíu nữa rồi mình bê lên bàn nha các bạn. Là được rồi ha. Đó, nó tách rồi, nó còn không có dính miếng này với miếng kia nữa là được nha các bạn. Mình cũng làm xong cái món chuối xanh ngào đường với mè rồi ha, cũng đơn giản dễ làm ha, không cầu kỳ, trong mùa Tết này các bạn làm dùng ha, uống với nước trà rất là ngon nha các bạn. Ăn chuối mà uống với nước trà rất là hợp ha. Rồi xin mời tất cả các bạn, xin mời tất cả mọi người dùng trà với mình nha. À, ngon quá các bạn ơi, để mình thử miếng chuối như thế nào ha. Xin mời tất cả các bạn, xin mời tất cả mọi người nha. Mmm.
quá tuyệt vời quá, rất là ngon, thơm mùi mè ha, cái vị chuối các bạn ăn rất là ngon. Các bạn là chiên lên, các bạn làm như thế này ha, thay vì ở nhà các bạn có lò sấy các bạn sấy ha, còn riêng nhà mình chưa có lò sấy các bạn, mình chưa sử dụng tới nhiều cho nên mình không có, chưa có xài cái lò sấy ha. Mình sử dụng đường với lại đường mạch nha ha. Rồi mình xào lên nó như thế này ha. Nó rất là ngon nha, rất phù hợp cho những cái dịp Tết, hoặc là các bạn có thể như ở nhà mình xem tivi ngồi ăn cũng được, uống nước trà cũng rất là ngon các bạn, ăn vặt ha. Thôi thì mình cũng chia sẻ cái món chuối ngào đường với mè ha, đơn giản vậy làm tại nhà. Nếu các bạn thấy cách mình chia sẻ hay thì các bạn nhớ bấm like cho các bạn cùng xem ha. Nhớ bấm đăng ký để xem những video món ăn hoặc cách làm mới của mình nha. Xin chúc tất cả các bạn, xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý cát tường nha. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.